Chào mọi người nhá, hôm nay mình từ Thái Nguyên vào Nghệ An là đi đón dâu cho thằng cháu đây. Xem là trong này ở bên tộc Thái phong tục của họ như thế nào nhá. Cháu chào bà. Sao đưa về rừng đây được mấy? Thank you.
Ông nó là ông chủ đoàn nó thôi, chủ đoàn ngồi vào. Rồi điện thoại của tôi đang nhắc trực tiếp vào gái đi. Cảm ơn hai bác phòng tham gia phòng khoảng 5 là thôi rồi. Hai Vinh đúng không? Gọi Vinh đúng không? Hai Vinh bê ạ. Cảm ơn hai bác phòng tham gia phòng khoảng 5 là thôi rồi. Thank you.
Ha ha ha.